bất ngờ nhân thân kẻ sát hại phó công an phường ở Huế. Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu. Khởi tố nhóm đối tượng liên quan vụ nam thanh niên tử vong trên sông Hồng. Vụ người Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hướng dẫn viên Việt Nam có bị phạt. Thăng quân hàm cho phi công lái Su-22 rơi ở Quảng Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, năm 2023 vừa qua xảy ra hàng loạt vụ tấn công người thi hành công vụ. Đã có không ít chiến sĩ công an ngã xuống vì bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, khiến dư luận không khỏi xót xa. Nhắc đến đây, hẳn quý vị chưa thể quên vụ việc thương tâm xảy ra với Thượng úy Trần Trung Hiếu bị hành hung dẫn đến tử vong khi đối đầu với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh. Mới đây, tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Trong quá trình ngăn chặn kẻ tấn công người đi đường, một đại úy đã hy sinh. Ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Người gây án là Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, ở phường Thủy Vân, thành phố Huế, có dấu hiệu bị tâm thần. Khi thông tin này đăng tải, chính quyền địa phương người dân cho biết, Sang thường có hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường và từng được Công an phường Thủy Vân thông báo để người dân cảnh giác. Anh NVT ở phường Thủy Vân nói, nhiều người dân thường xuyên đi ngang qua đoạn đường này, chắc sẽ nhận ra vì Sang thường xuyên chặn xe. Có người từng bị thanh niên này tấn công khi đi ngang qua đây. Mới đây vào ngày 9 tháng 1, Công an phường Thủy Vân cũng có thông báo đến các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, người dân sinh sống trên địa bàn về hành vi của Sang để người dân nâng cao cảnh giác. Cụ thể, thông báo này nêu, Nguyễn Tấn Sang thường xuyên đứng giữa lòng đường, đoạn đường Lê Đức Anh giao với đường 36m Xuân Hòa, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Thông báo nêu rõ đặc điểm nhận dạng kèm với hình ảnh để người dân nhận dạng. Đồng thời khi phát hiện đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự thì thông báo đến công an phường. Thông báo này đi kèm địa chỉ và số điện thoại của công an phường, trưởng công an phường và đại úy Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường để người dân liên hệ. Vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 1, Sang tiếp tục thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khi phát hiện tổ công tác, người này chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra, dùng hung khí tấn công đại úy Hùng. Thấy người này manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm, nên đại úy Hùng dũng cảm lao vào khống chế. Bị Sang tấn công vào vùng cổ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Liệu rằng với hành vi sát hại người thi hành công vụ trong trạng thái tâm thần bất ổn, đối tượng này sẽ đối diện với bản án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng cho vay lãi nặng với lãi suất khủng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống, đe dọa trực tiếp tới đời sống tinh thần và trật tự an ninh xã hội. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường hoạt động kín kẽ, núp bóng tinh vi dưới các mô hình hỗ trợ tài chính, khiến lực lượng chức năng rất khó phát giác. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500% một năm. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc, nên Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, Bộ Công an đã huy động 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động tại hai địa phương nói trên. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Wang Jun Tao và các đối tượng có liên quan. Số đối tượng bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13 tháng 1, các đối tượng đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang Juntao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Có thể thấy, hoạt động cho vay lãi nặng đã trở thành vấn nạn nhức nhối trong cuộc sống. Hy vọng thông qua sự việc lần này, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm. Thời gian vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin một chàng trai tử vong dưới sông Hồng sau lần hẹn hò qua mạng xã hội với một cô gái ở Bắc Ninh. Hàng ngàn ý kiến trái chiều cùng những giả thuyết được đưa ra trước những bằng chứng gia đình cung cấp rằng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Rất nhanh chóng, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy xét 7 đối tượng liên quan. Theo đó, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên được phát hiện tử vong trên sông Hồng. Ngày 13 tháng 1, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng, gồm Hoàng Văn Hà, đối tượng cầm đầu, Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng chú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong trôi dạt vào bãi giữa sông Hồng thuộc phường Nhật Tân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Qua đó, nạn nhân được xác định là anh NVU, sinh năm 2003, thường trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định, mất tích từ ngày 14 tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân tử vong là do anh NVU bị ngạt nước. Qua một số thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, Công an quận Tây Hồ đã nhận định có nhiều uẩn khúc trong vụ việc của nạn nhân, nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra quá trình hoạt động của nạn nhân trước khi phát hiện tử vong. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân bị nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hà cầm đầu lôi kéo tham gia đánh bạc. Các đối tượng gồm Hoàng Văn Hà, Hoàng Văn Kiên, Ngô Thị Oanh, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp cùng chú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, tụ tập thành nhóm cờ bạc bịp. Cả nhóm bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở và hoạt động. Để thu hút con mồi, Oanh đã lập một tài khoản Facebook An Yêu và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân. Sau đó, dụ dỗ nạn nhân đến nhà ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Các đối tượng bố trí dàn trận lôi kéo anh U đánh bạc. Anh U đã sập bẫy bạc bịp của các đối tượng và bị thua mất toàn bộ tiền mặt và cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Sau khi bị thua hết tiền, anh U được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về. Đến khu vực cầu Vĩnh Tuy thì anh U xuống xe đi bộ. Lúc đó khoảng 23 giờ 35 phút ngày 14 tháng 12 năm 2023, không rõ đi đâu. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, người dân phát hiện anh U tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc phường Nhật Tân. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra làm rõ. Hy vọng trong thời gian tới, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, lực lượng chức năng sẽ đưa các tình tiết vụ việc ra ánh sáng. Khoảng cuối năm 2023, dư luận liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại nội dung một hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc hành nghề chui tại Đà Lạt. Đặc biệt, hướng dẫn viên này đã có hành vi xuyên tạc lịch sử Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, người này đã thuyết minh với đoàn rằng vua Bảo Đại sinh được 100 người con toàn nam, 50 theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển. Ngay lập tức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh, đồng thời có quyết định xử phạt hành chính 8 hướng dẫn viên người Việt liên quan đến sự việc này. Sáng ngày 13 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã kết quả kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn. Qua kiểm tra thực tế tại các địa điểm, nhận thấy các đoàn khách tham quan tại các khu điểm đều có đội ngũ hướng dẫn viên du lịch là người Việt dẫn đoàn. Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, khi trích xuất kiểm tra camera giám sát trên xe, vẫn xảy ra 8 trường hợp nghi vấn hướng dẫn viên người Việt để cho người Hàn Quốc thực hiện các nhiệm vụ của hướng dẫn viên trong quá trình xe di chuyển. Tất cả các đơn vị tổ chức chương trình du lịch cho khách người Hàn Quốc đến tham quan Đà Lạt đều là các doanh nghiệp từ tỉnh Khánh Hòa, như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ TOP Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOT Global chi nhánh Nha Trang,
Công ty trách nhiệm hữu hạn Vico Smile Việt chi nhánh Nha Trang, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và du lịch Âu Lạc tại Nha Trang và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Seven Star Hà Nội chi nhánh Nha Trang. Đối với hướng dẫn viên người Việt, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở, chấn chỉnh, tiến hành lập biên bản và ban hành 8 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp có hành vi vi phạm. Các hướng dẫn viên vi phạm theo quy định, không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn, quy định tại điểm A khoản 5 điều 9 Nghị định số 45 năm 2019 NĐ-CP với số tiền phạt là 5 triệu đồng một người. Đối với hoạt động hướng dẫn do người Hàn Quốc thực hiện trong các chương trình của đoàn khách, đoàn kiểm tra đã làm việc với đoàn công tác và yêu cầu viết bản cam kết chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về hướng dẫn viên du lịch và không tiến hành xử lý hành chính. Qua đợt kiểm tra, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã yêu cầu các tổ chức cá nhân quản lý khu, điểm du lịch tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là công tác tổ chức dịch vụ hướng dẫn, quản lý sử dụng hướng dẫn viên trong phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Các khu điểm du lịch cử nhân viên, hướng dẫn viên tại điểm tham gia các khóa đào tạo về ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của khách du lịch. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại khu điểm du lịch. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Điều khiển gầu xe múc đập vào người chỉ huy trên công trường. Ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Ca Giá Tĩnh để điều tra về hành vi sát hại chỉ huy trên công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam. Theo thông tin ban đầu, Ca Giá Tĩnh là công nhân đang làm việc tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư và thi công. Trước đó, trưa ngày 12 tháng 1, ông NVT là chỉ huy của Ca Giá Tĩnh đến nhắc nhở việc công nhân này làm việc không nghiêm túc. Lúc này, Ca Giá Tĩnh đang ngồi trên xe, đã điều khiển gầu xe múc đập mạnh vào xe máy vào người ông T, khiến ông này ngã xuống đất tử vong. Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Xảy ra động đất 2,8 độ Richter ở Hòa Bình. Mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, lúc 0 giờ 5 phút theo giờ Hà Nội ngày 13 tháng 1, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,21 độ Vĩ Bắc, 99,46 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Xe máy tông ô tô tải dừng bên đường, hai người tử vong. Khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 1, hai nam thanh niên gồm Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Tê, sinh năm 2001, cùng chú tại thị xã Kỳ Anh, chở nhau trên xe máy, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đi đến km 573+060, tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, xe máy bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải biển số Lào đang dừng bên phải đường. Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Xe máy lọt vào gầm ô tô tải. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của thị xã Kỳ Anh nhanh chóng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, hai nạn nhân đang làm công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Bắt giữ nhóm thiếu niên táo tợn trộm hàng loạt xe máy. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại km 1278 quốc lộ 1A thì phát hiện 4 thiếu niên lái 2 xe máy không biển kiểm soát đang lưu thông theo hướng Nam Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành truy bắt. Qua khai thác, nhóm này đã vào thị xã Sông Cầu, gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy, 2 xe đạp và 3 pô xe máy. Sau khi trộm được, nhóm này đưa xe máy xe đạp đến những khu đất hoang có nhiều bụi cây rậm ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu cất giấu để chờ cơ hội tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã truy thu toàn bộ tang vật của nhóm thiếu niên đã trộm cắp để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam, mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Đỗ Tiến Đức, người lái máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam. Ngày 13 tháng 1, thông tin từ Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Đỗ Tiến Đức,
phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 929, sư đoàn 372, quân chủng phòng không không quân. Phi công Đỗ Tiến Đức là người điều khiển máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam ngày 9 tháng 1. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng gửi thư khen và tặng bằng khen thiếu tá Đỗ Tiến Đức vì đã có hành động bình tĩnh, mưu trí trong xử lý tình huống bất trắc trên không, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong thư, Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, trong khoảnh khắc rất ngắn và máy bay trong trạng thái khẩn cấp ở độ cao thấp, đang rơi rất nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phi công Đỗ Tiến Đức đã bình tĩnh điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân. Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá, với bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, thiếu tá Đỗ Tiến Đức đã phát huy tốt phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, bình tĩnh, tự tin, không sợ hy sinh, kịp thời xác định thời cơ xử lý tốt tình huống bất trắc trên không. Bộ trưởng khẳng định trong thư khen, việc làm đó rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm tinh thần vì nhân dân, vì tổ quốc của người quân nhân cách mạng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khen ngợi, biểu dương tinh thần trách nhiệm và hành động bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm của phi công Đỗ Tiến Đức. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng mong rằng trong thời gian tới, phi công Đỗ Tiến Đức tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước đó, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1, máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân do phi công Đỗ Tiến Đức điều khiển, rời tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Trung, Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Bắc thực hiện rào chắn khu vực máy bay rơi, giải tán dân để bảo vệ hiện trường, phối hợp với Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân để xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định. Thời gian này, Táo quân năm 2024 đang là chương trình được nhiều khán giả quan tâm. Hiện tại, các nghệ sĩ đang bắt đầu tập luyện cho đêm ghi hình. Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội thì rất nhiều hội nhóm giao bán vé Táo quân năm 2024 với giá từ 1,5 đến 6 triệu đồng trên một cặp, thu hút hàng nghìn người tham gia. Trong các nhóm, nhiều người đã khẳng định có vé và khán giả muốn ngồi vị trí nào cũng được, chỉ cần đặt trước và chuyển khoản để giữ chỗ. Trước thông tin này, mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa ra cảnh báo tới khán giả. Theo đó, cảnh báo của Đài Truyền hình Việt Nam trên bản tin của VTV24, cặp nhau cuối năm, Táo quân năm 2024 còn chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm hay vé xem hôm diễn. Mọi thông tin về vé xem Táo quân năm 2024 được giao bán trên mạng xã hội đều không chính xác. Khán giả cần rất cẩn trọng khi tìm mua. Cũng bởi khi đã đặt cọc, tiền sẽ mất khỏi tài khoản, còn việc nhận được vé hay không thì không ai đảm bảo. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, chương trình Táo quân không bán vé xem buổi ghi hình trực tiếp mà chỉ phát hành vé mời. Trước đó vào hôm 10 tháng 1, VTV đưa ra thông báo Táo quân năm 2024 vẫn sẽ lên sóng vào đúng dịp giao thừa Tết Giáp Thìn. Theo VTV, những người làm chương trình xác nhận, vào đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, khán giả vẫn được gặp lại các táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm, Táo quân. Đại diện ekip sản xuất Táo quân chia sẻ rằng các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện cho chương trình. Người này khẳng định rằng những ý kiến trái chiều từ khán giả không ảnh hưởng đến số phận của chương trình. Năm nào chúng tôi cũng áp lực và với Táo quân, áp lực lớn nhất chính là sự mong đợi của khán giả. Nhưng cũng chính sự mong đợi ấy là động lực để chúng tôi cố gắng mỗi năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.